Chào mừng các bác quay trở lại với kênh YouTube của Đàm Việt Audio. Thì hôm nay là theo yêu cầu của rất nhiều bác khách hàng bên em cũng như là các bác bên khác đã yêu cầu là hướng dẫn việc là làm sao để lắp đặt được cái loa âm trần, làm sao để sử dụng được loa âm trần, và sếp em cũng đã nói rất là nhiều. Thì hôm nay em cũng đã quay được cái video là hướng dẫn các bác là lắp đặt và sử dụng loa âm trần như thế nào. Thì đối với em thì việc lắp đặt loa âm trần nó khá là đơn giản, nếu các bác biết một chút rồi thì nó rất là dễ và không để các bác chờ lâu nữa. Ngay bây giờ em sẽ đi vào phần chính của video. Đầu tiên đó là đi dây tín hiệu. Dây tín hiệu sẽ đi từ vị trí đặt âm ly kéo dài đến vị trí của các loa. Tùy theo dạng nối tiếp hay là phân vùng mà chúng ta sẽ đi một hoặc là nhiều dây. Ngoài ra thì việc đi dây còn chịu nhiều yếu tố từ việc là thiết kế hay cấu trúc của công trình. Ví dụ là công trình lắp đặt ấy là có nhiều tầng, nhiều phòng hay không. Thì tại mỗi điểm đó, mỗi tầng, mỗi phòng chúng ta sẽ phải làm dây phân nhánh ra để đi ra các phòng, các tầng. Và có sử dụng chiết áp không? Thì chiết áp là gì? Chiết áp là cái thiết bị mà chúng ta đặt ở mỗi tầng, mỗi phòng để có thể điều chỉnh bật hoặc là tắt hoặc là điều chỉnh cái âm lượng của cái loa ở cái khu vực đấy. Thường thường là cái chiết áp này bên em sẽ lắp đặt cùng với cái hệ thống gọi là bảng điện tường với bảng công tắc ấy, thì đi cùng với dây điện nó ok nhất. Còn không có là chúng ta phải đi riêng và dùng cái ống nghe để đi riêng. Tại mỗi điểm lắp loa thì ở dây ở chỗ đấy chúng ta sẽ phải để thừa từ 1 đến 2 mét để thuận tiện sau này chúng ta có thể đấu dây. Nếu để ngắn quá thì chúng ta sẽ sau này lắp thì nó sẽ rất là bất tiện, thậm chí là chúng ta phải lối thêm dây để có thể đấu được vào loa. Ở vị trí dây đó thì chúng ta phải cố định lại để sau này chúng ta lắp loa chúng ta có thể nhanh chóng để tìm thấy nó. Sau khi mà đã đi dây xong và người ta đã làm hoàn thiện xong cái phần nội thất thì chúng ta sẽ sang vào lắp loa. Thì lắp loa chia làm các bước sau. Bước nhất đó là bước khoét lỗ. Đầu tiên là chúng ta phải khoét lỗ. Thường thường loa âm trần là dạng hình tròn và kích thước lỗ loa nó đều được cung cấp trong mỗi sản phẩm mà Lạc Việt Audio có thể gửi tới các bác, có thể gửi tới quý vị khách hàng. Một điểm lưu ý nữa đó là cái loại mặt trần mà chúng ta khoét lỗ ấy, nó dạng vật liệu gì? Nó thạch cao à? Đó là gỗ à, là mica à, hay là alu. Mỗi loại ấy, nó đều có đặc điểm riêng và cái tính năng riêng mà chúng ta phải khoét rất là vất vả. Sau khi chúng ta khoét lỗ xong thì đương nhiên là chúng ta sẽ đấu dây vào loa. Đầu tiên là chúng ta lấy cái dây thừa sẵn ấy, nếu mà đây vị trí loa này là lối tiếp ấy, tức là vị trí trung gian ấy, giữa từ con này sang con loa khác hoặc là từ âm ly con loa này sang con loa khác nữa, thì chúng ta cắt đôi dây ở giữa vào độ âm ấy, ở đây là màu xanh và đầu dương ấy nó là màu đỏ lâu, thì chúng ta chập hai đầu lại với nhau, sau đó vào nắp vào loa ở cổng âm và cổng dương. Cổng âm của loa đó là cổng có ký hiệu là chữ com màu đen và cổng dương có ký hiệu là số watt, và nắp nó đó là cổng màu đỏ. Đối với các con loa chạy đơn hoặc là đối với các con loa cuối cùng ấy, ở của cái dãy nối tiếp này thì chỉ có một cái đầu dây thôi, thì chúng ta cắm trực tiếp vào loa. Đối với các dòng loa cao cấp ấy, ví dụ ở đây em có dòng loa của JBL thì nó sẽ có đường input riêng ở đây này, như con JBL này thì cái ở đây nó ghi là đường vào đó là 1 và 2, cái đường ra đó là 3 và 4. Và đối với các dòng loa công suất cao ấy, thường thường là nó sẽ có cái nút điều chỉnh chiết áp, thì các bác điều chỉnh mức công suất nó phù hợp, còn không thì cứ để tối đa thôi và lắp vào trần. Mỗi loại loa âm trần đều có cơ chế khác nhau. Ví dụ như con DBTN 302 này thì nó dùng kẹp giống như kiểu các cái đèn âm trần vậy. Thì chúng ta cũng phải mở cái kẹp này ra. Sau đó chúng ta giữ, chúng ta sẽ đút vào cái lỗ chắc khoét thạch cao và nó sẽ kẹp lại. Đó, như thế này. Một loại nữa đó là như con DBTN 303 ở đây thì có cơ chế kẹp khá là nhẹ nhàng và chắc chắn, kẹp ba chân. Và chúng ta cái kẹp này ban đầu kẹp vào như này và chúng ta sẽ mở hết lên như này, nó rất là dễ dàng sử dụng. Chúng ta chỉ việc là đẩy vào trần này, chúng ta đặt cái này ở trên mép này, đặt cái trên mép này và chúng ta đẩy xuống này đấy, thì cái loa nó sẽ tự kẹp vào trần, nó rất là chắc chắn và rất là đơn giản, rất là thuận tiện. Cái loại thứ ba ấy, đó là các dòng loa
âm trần mà cái hộp cộng hưởng rất là nặng ấy, thì chúng ta sẽ phải dùng cái kẹp như này này. Đấy thì con này là các bác gập hết cái cánh này lại nhá, và sau đó là đặt vào cái lỗ của nó. Sau khi chúng ta vít xong thì chúng ta sẽ đậy lại cái lắp và lưới của kim loại của nó, xe đi củ loa nó cứ đẩy mạnh tay lên nó rất là ok. Đấy là đã xong rồi. Còn đối với dòng loa âm trần Bluetooth ấy, thì thường sẽ dây sẽ không cần cái dây tín hiệu từ âm ly mà chúng ta sẽ dùng sợi dây điện. Thường thường thì các bác nghĩ là từ chỗ nào cũng được đúng không, nhưng mà lên ấy, chúng ta sẽ lên lấy cái dây điện có một công tắc ở trên tường riêng để đưa ra cái vị trí loa, thì như vậy chúng ta có thể bật tắt được. Chứ nếu không mà các bác mà không có công tắc ấy thì các dòng loa Bluetooth này sẽ bật liên tục 24 giờ. Sau đây là em sẽ hướng dẫn các bác là đấu nối dây tín hiệu và âm ly. Đối với các loại âm ly khác nhau thì cái thiết kế cái kết nối âm ly nó khá khác nhau về cái bố trí thôi, còn đâu là cái tên hoặc là cái ký hiệu nó đều tương tự nhau. Và ở Việt Nam thì các bác mắc theo kiểu như này, đó là dây xanh là cổng âm và dây đỏ cổng dương. Lúc nãy chúng ta đã quy định, chúng ta đã lắp vào loa như thế rồi, thì đây ở trong âm ly thì chúng ta cũng sẽ lắp vào như thế, vào cổng xanh và cổng dây com âm ở đây. À, trong khi các bác lắp đặt nhất là các bác cũng nhớ phải tắt cái âm ly đi. Đấy, các bác nhớ là cứ cổng com vào dây âm và cổng 100V vào dây dương. Màu sắc nó có thể thay đổi tùy từng loại âm ly, như cái dòng của toa hoặc là của Boss nó khác nhau một đôi chút, nhưng về các cổng khác thì nó tương tự. Thì cái âm ly này có một cổng mic đằng trước, chúng ta có thể cắm mic đằng trước và cắm thêm mic 2, mic 3 ở đằng sau như thế này. Và nó chúng ta sử dụng dây 6 ly, cái này rất là phổ biến rồi ở các mic karaoke, hay là cắm cái mic không dây, mic có dây đều được. Ở đây em sẽ cắm cái mic có dây vào. Ở bên này là có đường các đường line và đường aux đều cắm sử dụng jack bung sen. Rất jack bung sen này thì nó khá phổ biến rồi. Để cắm vào, ở đây em sử dụng một cái dây 3.5 ra hai đầu bung sen là aux đấy. À, em cắm vào đây, có thể cắm vào đầu 1 và cổng 2 tùy, và cũng có thể cắm hai thiết bị vào đây. Em dùng cái này làm gì? Để em có thể cắm vào máy tính hoặc là cắm vào điện thoại để phát nhạc. Còn cái cổng out này là cổng xuất tín hiệu âm thanh từ cái âm đi. Đấy, để đi ra các cái âm đi khác, hay là để thu âm, hay là để và để sử dụng đương nhiên chúng ta và để bắt đầu sử dụng thì chúng ta sẽ bắt đầu bật âm đi lên. Đây là cổng điều chỉnh bass chest, thì cái âm lượng thì cái tiếng của nó các giải âm thanh trầm và giải cao, cứ để trung bình ở mức 6 giờ này là ok. Còn hai cái này là aux là điều chỉnh âm lượng thì cũng đẩy lên. Còn hai bên này là mic, cái này có hỗ trợ 3 mic, em cắm mic 1 thì em mở mic 1 lên, các bác cắm mic 2, mic 3 thì mở đấy lên để sử dụng. Không em mở mic 1, em thử luôn. Alo, alo. Alo 1 2 3 4. Alo, alo 1 2 3 4. Đó, các bác có thể nghe tiếng thu được từ loa em đã cắm vào. Đấy, nó dùng đơn giản thế thôi. Khi các bác cắm các thiết bị khác như là kiểu đầu đĩa điện thoại, máy tính vào đây thì điều chỉnh ở hai cái này, cắm cái dây nào AUX1, AUX2 thì cắm điều chỉnh cái tiếng ở đây. Nếu các bác mà muốn sử dụng Bluetooth thì con này có tích hợp Bluetooth, con âm đi DB nó có tích hợp Bluetooth, thì bấm cái nút mode này nó chuyển sang chữ Blue, đấy là Bluetooth, và các bác này kết nối điện thoại Bluetooth đây để phát. À, ngoài ra thì khi các bác cắm USB vào nó sẽ tự nhận và chơi USB luôn. Ở đây không phải đó, nó chạy nhạc luôn này, mở tiếng lên. Và các bác có thể dừng bài này, phát này, hoặc là chuyển bài. Nụ cười đã tắt, đã sau nước mắt,
Trở về bài trước. Đấy, sử dụng con âm ni này đơn giản thế thôi. Vậy là đã kết thúc clip hướng dẫn lắp đặt và sử dụng loa âm trần. Hy vọng cái clip này có thể giúp ích cho các bác cho việc là tự lắp đặt loa âm trần cũng như là thi công các cái dự án âm thanh nó trơn tru mượt mà hơn, nhanh nhận được tiền hơn. Nếu các bác thấy video này hay, tội thì không cho bác một like và chia sẻ video cho những cái người khác cùng xem. Nhớ bấm đăng ký kênh YouTube của Đặc biệt Audio để xem những video mới nhất về âm thanh, về loa âm trần và các chủ đề khác. Nếu các bác có thắc mắc hay cần tư vấn gì thì hãy để lại bình luận ở phía dưới comment. Hoặc nếu cần hỗ trợ trực tiếp, nếu cần mua sắm những sản phẩm hoặc tư vấn những thiết bị âm thanh thì có thể gọi điện tới các số hotline của Đặc biệt Audio, em sẽ để ngay ở trên màn hình đây. Và video đã kết thúc, xin cảm ơn quý vị các bác đã theo dõi video. Xin hẹn gặp lại ở những cái video tiếp theo của Đặc biệt Audio. Xin cảm ơn.